hé lộ thu nhập khủng của bà Tân Vlog không thực sự khủng như mọi người từng nghĩ. Con số chính xác về thu nhập của bà Tân Vlog đã được tiết lộ. Có thể nói bà Tân Vlog thực sự là một hiện tượng mạng của Việt Nam khi nhanh chóng đạt thành tích cực kỳ mơ ước đối với bất cứ YouTuber nào, thậm chí còn đạt kỷ lục với tốc độ nút vàng quá nhanh, quá nguy hiểm. Theo sau đó, những tin đồn về việc bà Tân kiếm được 12.000 đô một tháng, tương đương gần 300 triệu đồng, cũng từng xuất hiện cách đây không lâu gây xôn xao dư luận. Bà Tân Vlog mới chính thức được bật kênh kiếm tiền cách đây không lâu. Thế nhưng, một tiết lộ mới đây đã cho thấy sự thật không giống như những gì mọi người tưởng tượng. Thu nhập của bà Tân Vlog thấp hơn nhiều so với con số đồn đoán trên. Theo ước tính trên trang thống kê uy tín Social Blade, thu nhập bình quân của bà Tân đạt từ 24.000 đến 383.000 đô một tháng. Một số tiền siêu to khổng lồ, đúng như đặc trưng mà bà Tân thường truyền tải trong video của mình. Chỉ tiếc rằng đó là tính toán dựa trên lý thuyết chung, không phải thực tế đều màu hồng như những gì Social Blade đưa ra. Mới đây, ekip của bà Tân Vlog đã lên tiếng xác nhận với một trang tin tức rằng con số trên hoàn toàn sai lệch. Qua đó, đại diện truyền thông của kênh đã chia sẻ, nếu kênh bà Tân Vlog ở Mỹ thì nhiều khả năng sẽ kiếm được thu nhập khủng. Nhưng hiện tại con số này chỉ bằng 10-20% so với ước tính thôi. Dù có tốc độ tăng trưởng nhanh thoăn thoắt cùng với mỗi video đạt vài triệu view, ngay trong những ngày đầu đăng lên, con số hiện tại mà bà Tân Vlog nhận được ở mức 3.000-4.000 đô một tháng, khoảng 70-93 triệu đồng, theo đại diện truyền thông của kênh. Kể cả khi chưa cao được như kỳ vọng, nhưng đó cũng là một con số rất lớn cho người làm nông dân thoải mái trang trải cuộc sống ổn định. Có lẽ quy ước tính toán của Social Blade thường chỉ áp dụng theo tiêu chuẩn lợi nhuận ở các khu vực quốc tế nên mới hiển thị con số thu nhập của bà Tân cao tới vậy. Theo cơ chế kiếm tiền của YouTube, lợi nhuận kiếm được từ quảng cáo còn phụ thuộc rất nhiều vào xuất xứ địa lý của cộng đồng người xem video, đặc biệt là người chịu click và quảng cáo. Tỷ lệ chia lợi nhuận theo lượt xem và click tại Việt Nam được đánh giá thấp hơn nhiều so với những nước ở khu vực châu Âu, châu Mỹ. Được biết, bà Tân Vlog vì mới được bật kiếm tiền không lâu nên vẫn chưa đến kỳ hạn trả lợi nhuận hàng tháng. Biết đâu đến lúc đó, bà Tân lại mở tiệc ăn mừng siêu to khổng lồ, chiêu đãi các cháu thì xô biết mấy nhỉ? Theo tri thức trẻ từ ictnews.vn, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin.